anh ơi, anh nghe đấy. Cho muốn bán con những cái mắc này anh xem. Đi mắc rồi. Vâng. Còn gì đẹp không? Máy gì đẹp nguyên áp mà anh. Ừ, con này theo ý của em thì em muốn bán bao nhiêu? Thì anh mua bao nhiêu? Đây máy của em mà, em muốn bán bao nhiêu? Không, anh mua bao nhiêu? Em bán bao nhiêu? Không, anh mua bao nhiêu? Đấy, em cứ suy nghĩ đi, em bán bao nhiêu thì bỏ anh nhé. Anh ơi, anh mua bao nhiêu? Em bán bao nhiêu? Anh mua bao nhiêu? Ồ thế chú bảo làm gì, anh đang vệ sinh chú bảo làm gì, mua bán bao nhiêu thì ra cái bán, thì ra cái bán kia đi. Mới bán bao nhiêu thì phải bảo chứ. Thế anh mua bao nhiêu? Trời nhỉ, chú đã ăn cơm ở nhà anh rồi. Cái vấn đề mua bao nhiêu, em bán bao nhiêu thì anh mua. Em cứ bán bao nhiêu thì em bảo anh. Thế anh mua bao nhiêu? Anh cứ thoải mái đi, ăn tự nhiên đi. Anh mua bao nhiêu? Thế anh mua bao nhiêu? Đến giờ phút này thì mua bao nhiêu cũng bán. Em bán bao nhiêu? Thế anh mua bao nhiêu? Em bán bao nhiêu? Anh mua bao nhiêu? Em bán bao nhiêu? Em muốn bán bao nhiêu? Thế anh mua bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Thế anh mua bao nhiêu?